Lại xin chào toàn thể các anh em nhé. Thì tiếp tục trong một cái buổi đi thu hoạch chim khuyên mùa di cư. Đấy, thì anh em có thể thấy là chim dính rất là nhiều. Đợt này giá thì nó hạ xuống thấp lắm anh em. Đấy, nó chỉ có mấy nghìn đồng trên một con thôi. Đấy, chim vẫn đang về đây trên đầu nhưng mà cũng chả muốn đuổi. Đánh được một tải lồng. Đây chỗ này chắc cũng được tầm khoảng hơn trăm rồi anh em. Nay đi đánh thì đánh chỉ gọi là lấy ít ít thôi, không đánh nhiều như hôm qua đánh gần 500 con cơ. Nó phải dính như này anh ạ. Chặt chì hết mặt lưới luôn. Dã man thật. Chỗ này nó phải hàng mấy chục rồi anh nhạ. Đấy, độc một cánh này chắc phải gần trăm. Giờ chỉ có đi soát xem có con nào trắng trắng thôi. Nó có giá trị. Cái loại này thì đang giá 2.000 anh ạ. Chán thì muốn đánh. 2.000 người ta chỉ khống chế thôi, một ngày người ta chỉ mua ấy cho mình 200 con thôi. Ui giời, vẫn vẻ nhiều lắm trong bãi. Giờ anh đáp chỗ này ra phải được thêm khoảng độ tầm 20 nữa. Dính dã man luôn anh em. Cánh này vàng hết lưới rồi này. Vàng hết lưới luôn anh em. Anh em nào mà có nhu cầu mua lưới thì anh em liên hệ vào cái số điện thoại em để ở góc màn hình video. Đấy, cũng giới thiệu qua một chút cho anh em là về cái lưới đánh chim khuyên này thì nó sẽ đánh được tổng hợp đấy, từ chim én này, chim sẻ này, chim di này đấy, và chim khuyên. Đấy, đây nhiều lắm anh em. Ui rồi, vừa một đàn thả xuống xong thả vào đây. Nhiều lắm anh em ạ. À, đến lúc nó rẻ thì người ta lại chả mua rồi. Đủ các thể loại trên đời. Bây giờ mà ra đây lùa được thêm mấy chục con nữa anh em. Đây để ra lùa các bạn. Ra sáng nhé. Nó trong bụi này. Trong bụi này anh em. Có lùa không? Đồng lắm. Đấy, nó chui sang cái bãi cắn thấp này. Chui sang bãi bên rồi, đâm vào cánh. Vừa lại anh Chiến đang gỡ bên này. Dính hết, không còn một con nào luôn. Võng lưới. Đâm phát võng lưới. Nhiều thật. Quá nhiều luôn. Không phải nhiều bình thường nữa. Có nào màu trắng không? Giờ chỉ làm con màu trắng này. Loại này thịt thì ăn ngon nhưng mà nó bé lắm nhỉ. Dính như này. Cái chim như này nó quá anh ạ. Dã man thật. Như là đứt vào lưới. Sợ giày chát. Anh em nào có nhu cầu mua lưới thì anh em liên hệ nhé. Em để cái số điện thoại góc màn hình video. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.